ổng nói mình muốn ăn gì cứ ăn gì đi. Cứ việc hái hái đi, hái đi. Chị Vân bè rồi rồi được rồi 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 kéo vô thôi. Kéo vô đó snack vặn 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 á vặn á vặn á rồi đó bằng chứng dựng lên dựng đứng lên ôi ôi là cóc rồi ôi trời ơi đi ăn cóc nha cả nhà. Trời ơi coi đi hái dừa nè phải đội mũ cối nè rồi giật đi đi qua ra giật đi đi quá chừng ăn chưa hết mà hái nữa đó. Trời ơi dạ dạ đại ô ra hái sake nha cả nhà. Một ngày mới nha. Đi, đi. Đi qua mời phải không? Dạ. Đây là đi. Đứng đây coi mía hả? Đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi qua mời. Còn này bờ rồi mời qua ăn trái cây luôn. Chơi. Bây giờ mình đi thăm người hàng xóm nha. Mình thả tép bánh tôm. Đâu có tôm đâu bác. Giờ mình đi qua nhà hàng xóm nha, cũng là Việt Nam nha. Coi hai anh em ở sát nhau. Người Việt Nam họ ở chung với nhau á, cho nên không cần cửa ngõ đâu nha, cứ đi xuyên qua không thôi. Chút quà mình tặng cho chị, chút quà đồ. Hello chị. Quà kali. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mình phải ốc lại. Dạ, còn mấy cây trẻ ốc nhỏ. Trời ơi, tao nghiệm quá. Cái nhà lá vườn, cho nhà lá vườn. Cảm ơn anh. Ở dưới là trà quế, cây bự là trà quế, còn cây nhỏ là trà ốc. Ô rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Hai anh em cũng qua mấy năm nay. Ồ vậy hả? Anh Hòa sao rồi? Đi đâu mà xe không thấy nữa? Ổng mấy tháng ổng bệnh năm qua tháng rồi ổng bệnh 2 tháng trước. Ổng bị xuất huyết cái bao tử á. Vô nhà thương mấy ngày luôn á. Uống aspirin nhiều quá. Uống aspirin mà không ăn nè, rồi không uống nước nhiều là đó. Uống aspirin là em bị tiểu đường, uống aspirin mà uống mấy chục năm rồi. Trời ơi, nó nặng bao tử nó lấy cày luôn mà loạn quá rồi. Ông chảy máu, ông xỉu ở trong nhà nửa đêm. Trời ơi. Phải gọi nè quanh quanh nó chở đi. Nằm bất động ở trong nhà thương á, phải muốn. Tại vì cái giống như đau nhức á. Cứ uống nó. Tay mở chị. Trời ơi, đang thấy này nó rối lên luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cái đó phải lên. Trời ơi. Cả nhà lá buông không nha cả nhà. Trời ơi, bóp nữa kìa. Rồi bây giờ ảnh làm gì rồi? Ở nhà luôn không? Phải đi làm, không có làm đâu có được. Trời, phải đi làm nữa. Vâng, nhưng mà làm cũng như là bây giờ thì gần ổng thì công việc của ổng là làm rẫy. Nhưng mà cũng không dám làm nặng nhiều, có chừng để cho 3-4 tháng cho cái vết thương của mình đó. Nhưng mà thôi bây giờ trông như là nó soi bao tử nó không thấy gì, nhưng mà nó thấy mấy cái chỗ chảy máu thì nó để mấy cái kẹp, một cái kẹp nhỏ nó chặn máu lại. Rồi nó cũng như là để thời gian thì nó tiêu đi đó, nhưng mà bây giờ thì chưa có dám làm nặng. Thôi đúng rồi. Trời ơi cái đó mà lại nhẹ. Trời ơi, cái nhãn này, đi ô, thằng Long này phải không? Có không? Có nhãn không? À, đây, cái nhãn này mọi người đang còn nhỏ này. Ở trên nó có trái bự, mà trên... Đâu? Đâu ở đây, nãy thấy nhưng mà nó cao ít. Nè, cái cốc nè. Đâu? Ô. Có thằng Long nè. Trời ơi, nó rụng kìa, bỏ không? Quà, anh bỏ kìa. Chín á. Hai mấy trái hả? Cốc chín đây. Rụng xuống kìa. Trời ơi, cây cóc coi kìa. Trái, trời ơi, cây chút xíu mà cóc coi, trời ơi, coi kìa. Mà nó vẫn còn ra bông nha. Trời coi nè. Chín là ngon nè, có nghĩa là quanh năm á ha. Có mỗi trái nó chín nha chị. Trời ơi, đây nè. Nó chín héo luôn nè. Nè, héo luôn rồi. Này héo rồi chứ không, nó héo luôn rồi. Có cái thân long nó to nè. Quá trời vậy. Bắt đi. Gà rừng. Sao bắt được? Đâu. Bắt bằng cái gì? Sao bắt được? Quay thôi chứ giờ bắt được. Sao bắt được? Trời ơi. Đâu nó đâu? Lấy cho anh cái rổ. Ba con đẹp lắm. Bự cơ. Đi đường vòng. Đi coi bắt gà rừng nha mọi người. Đây lú đi bắt gà rừng kìa.
không biết bắt được không, mà không biết là ba cái cà rừng hay cà rừng bắt na người đấy. Ồ đây nè, đây nè, nó đây nè. Đây nè. Vô 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 chụp 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 vô 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 vô. Ồ nó bay. Nó bay. Nó bay quanh đây bờ luôn. Kìa, kìa nó chạy qua kia cà rừng nha mọi người. Cà rừng đó. Trời ơi bó tay luôn. Đi 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 qua đây bắt cái rừng. Có cái mít nè. À cái mít. Out. Cái nhà. Cái gì cái gì? Cái nhào hả? Cái... ăn được không? Không biết nữa, hình như chín ăn được. Đây nè, chín nè. Chưa có mềm. Nè. Nó mềm không? Trái này rớt nè. Nhớ bữa mà lộn mơ tươi còn mình cũng hái không chừng quá. Ờ, mà không chín. Nên nó còn cứng không biết chừng. Trứng hả? Nhưng sao em thấy nó vàng vàng. Vàng vàng đúng không? Đi bắt cái rừng kìa mọi người, cho bó tay luôn á. Bắt không có được đâu. Trời ơi. Không có đâu, anh thi đời với thôi ngầu. Ồ, cây đâu bà, cây này. Ờ, đây còn nè. Đây còn mấy trái nè, đây còn mấy trái nè. Đây, kéo đây, đây nè. Đây còn mấy trái. Kéo xuống, kéo xuống. Kéo xuống thử coi ngọt không? À, kéo xuống, kéo xuống. Còn mua cả thùng rồi vẫn tham nè. Nè. Đây mọi người, đây, đó, đây cây nhà lá vườn nè, nè thử đi. Đây. Đây nguyên nguyên chùm nè, đây nè. Quá trời nè. Đây nè. Đây đây. Đây đây, kéo xuống nè, kéo xuống nè. Chờ mẹ trái quá thôi kệ nó đi. Ô ô coi chị Vân nhảy được. Trời trời. Ôi bên kia có hai trái. U. Bên cầm này, chị cầm cầm này, đây 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 có hai trái. U đây nè, đây hai trái đây nè. Đó rồi. Có hai trái dưới đây kìa. Tracy chùm luôn hai trái đó rồi. Hai trái rồi, hai trái. Trời ơi. Hai trái. Hai trái bên nữa chứ. Quá tay luôn. Kìa hai trái thò xuống dưới, thò xuống dưới. Hai trái. Thò xuống dưới. U. Trời ơi. Bên này kia. Đây đây, cầm. Chết rồi. Cái này bị gai đâm. Trời ơi. Coi nè, có cái gì. Ai da, ai da, ai da. Cỡ ra, đó đi bắt gà không thấy gà bắt mà coi như là thấy đổ gai đó, đổ gai không dưới kìa, đổ ra. Mà vũ. Đây nè. Đập ra nè. Trời ơi. Ghê coi cái con kìa em, cái con kìa. Có túi không? Dũng là thiệt á. Nhà nguyên thùng to vậy đó còn tham lam nữa. Không cái cây nhà lá vườn nó khác. Không mà hái nó vui. Trời ơi. Không, nó đúng là hái nhái là như vậy đó. Chứ mày không phải là phá đâu nha mọi người. Nó nó gì nè, nó tại vì cái cành nóng chết rồi. Mày muốn nó mọc lên đây. Ta. Qua đây lượn lượn nè, không có tay cầm. Ok kìa. Qua đây được kìa. Nè, hái này cây đây nè. Kìa. Ôi. Trên kia, đó kìa. Trời luôn. Đâu? Đây. Trời ơi đi nè, hai trái bự bên đây nè. Đó, đây. Tôi cứ nói hai hai hoài luôn, không thấy đâu. Trái bên đây nè. Đó, đó nè, bự quá trời nè. Coi nè. Ồ da, cái đó nguyên cành đó. Ồ, rồi. Trời ơi. Lộm. Trời ơi. Kìa, bên kia. Rồi hết chỗ rồi kìa. Hết chỗ rồi. Cành nó mà nó không đứt câu rồi còn quá trời trái luôn. Còn nhiều lắm. Mấy cái trái bự đây nè. Vợ đầm lên đựng đi. Đây, bỏ vô đây. Đó, đó. Đụng nữa rồi kìa. Hồ nó xịt nước ra cái dơ hết luôn. Em lượm. À. Giờ lấy cái bao. Trời ơi, coi làm rau đi hái. Cái chân của anh đừng có dè luôn nha. Đừng dè luôn. Ôi trời, nó rớt nhiều quá kìa. Không phải nó rớt không? Không phải hả? Đây. Coi tiếp này. Ôi, quá trời ăn chưa hết mà hái đổ đó. Đó. Cho hai trái, hai trái. Tiếp này. Trời ơi. Tiếp này. Trời mưa lâm râm rồi. Trời mưa nha cả nhà. Ủa nè, nó bị thúi rồi. Có trái nó bị. Hình như mình lụm xuống cái trái ha.
Cha nó hư bỏ đi. Ông nó chín quá rồi đó. Chín quá rồi cả nhà ơi. Cha nó đâu hư. Đó. Ủa, nó còn nhiều lắm. Ủa, cái cây dừa này có trái không? Nó lùn vậy. Chưa có trái, ông chồng cho nó. Ồ, cái dừa lùn này mà có trái đó phải không? Tươi nó mới ngon. Đây, cây dừa lùn mà có trái nè. Đúng không? Đúng rồi. Ồ, cái đồ cắt ấy ghê quá ha. Lắm. Ừ, bén ghê luôn. Thấy cái cây này thử coi nó ngọt lắm nè, mấy trái bự như này. Kìa, thấy không? Kìa. Cái này giống như cái hồi nãy á. Cái này giống như cái hồi nãy mình mua á. To quá. Ô, coi chừng đứt tay nha. Ồ. To này, cây này cháy cái to này. Nè, mở túi ra. Áp lực hai cái túi của mình. À trời ơi, cái túi tới rồi. Có cuốn tinh tới. Có cuốn tinh. Đó, 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 trên. Rồi, rồi. Tracy nhìn xuống dưới coi rộn nha. Nhìn xuống dưới mới tìm trái được. Ừ. Nhìn xuống, nhìn xuống. Trời ơi. Còn ở trên, trên kia. Đó, đó, yeah. Trái lớn vừa mới hết mùa bắt đầu ra trái nhỏ nữa nha cả nhà. Có nghĩa là... Mua làm gì? Không mang. Có, mưa thì để trong nhà. Có nghĩa là ăn quanh năm nha, trái lớn vừa mới hết bắt đầu ra trái nhỏ, bắt đầu vừa ừ, hết trái nhỏ lớn mà. Ôi ôi, một chùm lớn luôn. Ừ. Đây đây đây. Đây đây. Nó no, lấy ra đó. Không lấy ra hả? Chứ còn nó chạy nước dính áo chín vừa. Ô, cây dừa bên kia kìa chị Phong. Nó lùn không? Ồ, cái kia cao có dừa, có trái kìa. Bây giờ ai chào được? Cái cây này kéo có được không? Được thì treo được hốt, chạy được không có chèo. Ô trời, để vô nhà vườn hái nhãn nha cả nhà. Cho có bịch là bịch ấy thôi vô nó quất. Cho xong cái là bỏ tự động đi ra ngoài sân thả tép bắt tôm rồi mà. Thả tép rồi thôi. Ui kiến quá trời luôn. Ôi chết cha rồi, trời nó vô trong nó cắn chết tôi quen quá. Trời ơi cây này vậy, trái nhỏ không à? Nhỏ quá, đang chưa chín. Chạy đâu đây? Trời ơi cây vú sữa này mọi người. Mưa quá, mưa quá. Trời ơi mưa lớn rồi. Trời ơi, chưa kịp gì hết rồi, mưa quá. Wow, mưa lớn rồi. Trời ông kia, ông đi hái dừa hả? Trời ơi, đi hái nghe, phải kêu tụi em. Trời ơi, coi đi hái dừa nè. Phải đội mũ cối nè. Rồi giật đi, đi qua ra giật đi. Không, mưa, đứng vô trong. Trời ơi. Trời quá, không phải trời quá. Đi, đi, đi ra, đi, 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 đi ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đây, đây, mình đứng chơi trong này, trong này. Đây, mưa, đó, đây, bây giờ anh nè. Anh hái, bây giờ đang hái dừa nha mọi người. Anh đang thọc trái dừa nè. Trời ơi. Trời ơi, wow. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mình ra cho. Wow, wow, hay. Trái. Lợi hại chưa? Coi nè. Ba trái. Buồng nó khô rồi, buồng trên anh ơi, buồng trên. Đó, buồng trên đó, đó, oh, yeah, đó, buồng trên đó đó. Buồng trên đó, nghe thẳng nó luôn. Nó buồng nó khô rồi, cái nó khô rồi. Đó, yeah, yeah, yeah. Đó. Nè, anh đang khều những trái dừa nha. Khô rồi. Đó, trái đó đó. Yeah, trái đó đó. Ù, trái đó còn tươi đó. Đó, mấy trái đó đó, yeah. Khoan thử ra nha. Anh khều trái nữa đi rồi để vô thử coi nó có được hay không mới hái tiếp.
Rồi rồi rồi, bưng hai cho nó vô đi. Không phải, không phải. Ngưng đi, ngưng đi. Bưng ba cái trái sau này nè. Ôi ơi, bể rồi. Ồ vậy là non quá rồi. Non quá. Non quá rồi. Non. Nó bể là non. Nó cái buồn hồi nãy già. Cái buồn nó già. Ừ rồi sao? Là mình chặt rất vỏ ngoài nó keng keng cứng. Nhưng mà cái này là non. Cái này là buồn khác nè. Này buồn khác nè, non quá. Cái buồn nó non nè. Non nó chảy nước luôn. Đưa đây coi. Còn trái non nữa. Đó, bưng bưng ba mấy trái đó vô đi, thử đi. Này bể thôi. Cái nào đâu. Bể thôi đi. Sao chặt chặt ra nó đi. Trời ơi. Cây nhà lá vườn. Trời ơi, coi kìa, danh chạy dừa hay sao vậy? Đây. Thấy ăn mà biết chặt dừa đó là biết. Wow. Dừa đó có nhẽ non thôi. Cái này non, cái này non. Đây đây đây. Đem chặt cho, đem chặt cho. Để cho chị Phoenix cái chai đó đi. Trời ơi. Cái đó cứng rồi. Rồi. Ô ô, chai nước bung nước đó. Ô mê quá. Ô ngon ngon quá trời. Ô nước trong veo luôn. Ờ. Có ông hút không? Quay. Ừ, đây đây. Đó. Nước ngọt trừ cái cá ăn. Lộn đậu. Lộn đậu. Lâm rau lộn đầu. Lộn kia chắc lộn kia. Rồi. Coi chị tay. Cái này là để cho nó đứng. Ai chụp kia kìa. Đứng nè. Chắc lộn kia. Rồi. 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 Trời ơi. Có trượt có khó không? Quá sức là ưu tiên luôn. Cây nhà lá vườn thứ thiệt luôn. Quá ngon luôn. Đồ tươi luôn nha cả nhà. Trời ơi. Mê luôn á. Qua plát mail qua chị hàng xóm. Coi như vô một cái là bắt đầu ào ào là cái cướp hết nhà. Nói qua nhà anh hàng xóm. Trời ăn cái cái nè, muốn ăn ăn cái cái nha. Ồ, cái này non nè, cái này non nè. Ồ, mê luôn. Ồ. Lấy cái này xuống. Lấy cái này xuống. Dạ, cảm ơn. Trời ơi. Đây anh hàng xóm dễ thương cho mình ông hút hút luôn nha cả nhà. Nó không được ngọt lắm. Nó non thì sẽ buồn không? Quay vô. Nhưng mà cái đó heo cái mà. 1 2 3. Rồi, đây. Nè em cầm đi. Vô. Uống đi. Cái trái này già nè ha. Trái này cũng già nè. Cái trái này không có cái. Nhưng cái này non quá nó. Nhưng nó mà chua. Ờ ha. Cái này non quá. Cái này hơi bắt đầu có gà. Ồ vậy hả? Nó già quá. Ồ. Đảo ra là mứt. Đảo ra là mứt dừa. Dừa ngon. Ồ cái này mà kẹp sơn chút xíu với đường hết. Dạ. Dừa già. Trời ơi. Coi như là ăn tôm lông tú lúa chua. Nói ngay rồi, tiêu quá. Còn có hai cái thôi, báo trước cho biết. Ồ, cái đó khô rang luôn phải không? Ồ. Rồi, rồi, 1, 2, 3, đè anh Phi Rờ xuống cướp. Ờ, đè anh Phi Rờ xuống cướp. À, ai ăn? Rồi, ở đâu về cha? Trời ngon quá. Mông dừa đó không? Mông dừa. Còn cái này là củ hủ nè. Cái gì? Củ hủ dừa bự vậy. Là gì? Củ hủ dừa là gì? Đâu phải củ hủ là mông dừa. Củ hủ là cái gì? Củ hủ dừa. Là trong cái hộp này trước khi ra đó. Ồ nó nằm ở trên cái hộp, nó là cái cuốn á hả? Ngon lắm, người ta hay làm gỏi á chị. Thử cái này coi nó có ngon không nha. Chưa biết. Ừ, cái này ngon. Thơm mùi dừa. Cái này mới là vừa đủ nè. Cái kia nó non quá, này là vừa nè. Nè, chụp mỏng dừa. Mỏng hả, mỏng hả? Không. Non quá rồi. Non quá hả? Đưa mấy người bên kia. Đúng rồi. Với lại bé đúng không? Đúng không? Súng hả? Đâu, súng là có bông bông màu tím à. Rồi đó. Hồi nãy mới có ăn kia rồi bắt
No luôn hả? Ăn no. No quá rồi, ăn cái giò ta ăn chơi đâu qua cho ăn no luôn. Tưởng ăn mịn con. Đây cây chanh này nha mọi người. Trời ơi, vô rối rắm luôn mọi người ơi. Hoa mắt luôn. Đó, quá trời luôn. Đây đi tại vào nhà vườn luôn, nhà bên cạnh luôn. Mấy cây giặt đó gọt không được. Cầm tới nó bể thì cắt cái mụn 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 múc đi, vừa rửa. Rửa sạch xong cắt làm đôi múc thôi. Hai nữa rồi anh chị anh. Rồi. Còn trái nữa hả? Đưa vô chặt luôn đi. Chặt luôn đi. Ở đây còn trái nữa cho. Không, trái đó ăn hết rồi. Không, còn trái chưa chặt nữa kìa. Trái đó nó non, nó bị bè rồi. Ủa trái đó non bè vậy? No. Trái kia nữa kìa Châu. Ôi trời, sao nhiều. Sao nhiều vậy? Trái đó hình như là của ai? Không, cái đó bè rồi. Bè rồi, bè rồi. Cái này dẹp. Của ai người ta làm rồi đó phải không? Đâu, nãy mình quăng quăng rồi. Ồ vậy hả? Ôi, đã thiệt tình luôn á. Ở đây chắc mỗi lần thú nước dừa đã chọc. Ô, cái sạc kê kìa. Đó. Của nhà người ta sake đó, đó. Của nhà mình đó. Ồ, cây sake á hả? Của nhà người ta, nó no, no, vườn nhà người ta. Không đi qua đường mà. Không không, cái hàng rào đó. Cây vừa lùn đang ra trái kìa. Có một trái sake trên cây bự quá. Cái trái bự đó, có trái bự ngon. Có trái bự kìa. Này nè em. Tới quay cái cây sake. Trời ơi. Em miếng bột chiên tuyệt vời luôn. Vậy hả? Tối nay mình làm thử đi. Chiên không vậy hả? Được hả? Đây nha cả nhà. À, hồi nãy mình đi chợ mình thấy cái trái sake ai cũng nói là ngon mà mình hồi giờ mình chưa biết đây. Kêu là cây sake nha. Nè, trái sake này nha. Tối nay mình trái bự nè, nó kìa. Nhiều quá luôn. Mà cái cây nó lớn ghê luôn ha. Của người ta cho nên mình không có dám tới mình đụng nha cả nhà. Mình chỉ đứng vườn bên này mình quay cho cả nhà coi nè. Cây sake. Bây giờ mình dám đụng tối nửa đêm mình qua mình. Nó từ từ giống cây mít ha. Giống dạ. Cái trái của nó giống như mít. Còn cái lá của nó giống như cái lá đu đủ. Phải không? Phải lá. Mê ha. Đúng rồi thiệt. Qua hỏi chủ nhà có bán không? Đây là người Mỹ phải không? Mỹ. Hồi nãy chị nói là Mỹ. Vậy hả? Cái cây này nó lớn quá làm sao mà hái thôi ta. Ủa Mỹ nó ăn trái này thì nó có. Nó không ăn đâu chị. Cắt mấy cây giống như nãy mình hái nha, hái nhà. Nó như vậy làm sao mà cắt? Nè nè. Kìa, dừa đó kìa. Cái dừa nè. Làm sẵn tí về chỉ đục khoét lỗ ăn tiếp nè. Trời ơi mê ha. Đã chưa? Là cái dừa chưa già. Ô. Đi ra, sợ gũi nó rụng. Đừng dưới nó rụng dừa. Làm gì có rụng. Có đâu. Khi nào nó già. Từ nãy giờ anh khi đợi anh rung nó te tu rồi làm sao mà nó rụng được nữa. Rồi đi tiếp nãy chưa quay gì hết lo được gà xong rồi. Lo được gà. Rồi bây giờ đưa cả nhà đi coi vườn Thăng Long nha. Ủa trong sâu không hả con, cái dừa là hết rồi. Đi vô dâm nữa đó, đi với lại bánh đi, đưa đây cái dừa này mình nghe. Ô trời ơi. Cái Thăng Long này á, nó coi nè. Coi có trái Thăng Long nè. Trời ơi. Trời coi có cái Thăng Long này, anh Peter có sự nó luôn không? Cái này có cái trái này sự không? Coi có chừng gai. Hỏi cho không? Trái này cũng chín rồi đó. Chín không? Chín nhưng mà hỏi người ta cho không? Vậy hả? Hỏi người ta có cho không? Chứ trái này cũng chín rồi đó. Em chị nói thiệt với em nha, cái này chút, cứ hái tự nhiên. Chút nữa tới hỏi. Không mà người ta không. Chút nữa tới hỏi chứ. Trái này chín rồi. Chín rồi phải không? Nứt rồi. Ừ. Rồi cũng giờ. Đi ăn cắp nha cả nhà. Dạ. Dừng cây này người ta chẩm gì gì á. Thăng Long nè. Cái cây này hình như cái này là mẵn cầu thì gai. Yeah. Kìa có trái rồi. Đây là mẵn cầu sim á, mẵn cầu sim. Mẵn cầu là dập nước đá đường là khỏi chơi. Nhưng mà cái cây này hình như già quá. Nó bị quéo hết trơn lá. Nó bó mà nó chết rồi. Phải cái này phải tỉa lại rồi phân bón nó lại. Cái gốc kìa, đụng tới đầu gối mình trái á. Trời ơi. Cái gốc này nó cũng già. Rồng nó cũ. Ở đây ẩm ướt. Nè coi nè, trái Thăng Long mà nó to vậy nè. Mà nó xanh lét à, nó chưa có chín hả? Ôi gốc cái mê quá mà sao lấy vậy, nó lấy vậy được đâu. Cái Thăng Long này á. Ô đây. Trời càng mát là càng tốt. Vậy hả? Tại vì nó không có bị hầm, nó chín. Nó chừng nào mà nó thật chín đó mình ăn luôn. Còn cái Thanh Long mà cái ly nhiều lúc cập trời nắng quá đó. Cái này nè, nó có cho mình mang về không ta? Không. Không có. Đụng nó rụng luôn.
tại vì cho, hình như nó cho mà phải qua kiểm duyệt gì đó. Đúng rồi, phải có cái stem rồi là giống như ở bờ biển cổ nó trước khi mình vô phi trường nó có cái gọi là cái form phải không? USDA inspection. Cái mình đưa mình lại ngay cho đó, nếu mà cái đó nó cho đi á, cái nó dán cái stem rồi. Nó stem nó cho mình mà đi. Hồi đó mấy người nói là măng cục á, mình đem đi á. Ví dụ măng cục mình đem đi là mình bẻ cái cuốn ra, mình chùi sạch. Tại vì sau lưng cái cuốn đó nó có những cái con thì nó cho mình đi nó hả? Cho mình đi. Còn nếu nhiều người không biết cứ đem vô cái nó bật cái cuốn đó ra, nó lòi mấy cái con mà trắng trắng cái nó ồ cái này không được. Bớt không? Dơ yeah, quá. Quá trời à, cái này cái gì ha? Cái này cái vải. Vải hả? Cái này cái vải. Cái này là cái vải nha. Cái nguyên vườn vải luôn. Đây vải hết nhà. Vải hết luôn. Ồ vậy là bên này trồng vải. Cái vải rồi nếu mà nó vô quá trời luôn. Ồ đây nè. Ra đằng sau luôn kìa. Yeah. Cái này là cái vải rồi. Oh, trời. Ồ đây nè, đúng rồi, ảnh á. Đây nè, còn trái khô nằm đây nè. Dạ. Yeah. À. Cái này cái vải nó còn. Wow. Cái này là cái nhãn. Cái này nhãn nó còn cho nè. Cái này cái bơ chị. Không, cái này nè. Cái xoài. Cái này cái bơ, cái này cái bơ, cái này cái xoài, cái này cái bơ. Vậy đó hả? Ừ. Cái đây cái xoài nè. Cái này cái bơ nè. Còn trái vừa trái bơ bự quá kìa. Đó, bơ nó còn trái đó. Ô trời ơi, nó nằm tít trên kia luôn cả nhà. Wow, ra. Đây đây. Trời ơi. Nè, còn trái bơ nè. To xe bá luôn, nằm trên đó xa quá. Cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Con trái quá trời trái trên đó luôn kìa, đâu có ai ăn đâu. Ồ, cái dừa đó. Nếu mà chị lấy cái này chị chặt ra là có mỏng. Ồ, trời ơi. Uổng quá hả? Rồi mình đem chặt ra mình ăn nè. Còn cái cây nhào nè, thấy cái nhào không? Cây nhào. À biết, cây nhào chị biết. Cái này cũng có trồng. Nghe nói cây nhào nhưng mà chay này. Ồ, em chưa ăn chay này bao giờ. Nó khai khai. Ồ vậy hả? Nè, ngửi nghe cái mùi khai lắm. Hơi hơi thôi. Ba! Trời. Thôn. Rất là tốt luôn. Ừ. Rất. Thôi vậy thôi khỏi ăn đi. Trời ơi. Cái kinh hoàng luôn á. Cái chai gì mà ghê vậy? Nhưng mà rất là cái này tốt. Á chị để trong hũ muối á, dùng cho chị ăn. Để cho nó rượu luôn á. Nó rượu ăn. Ăn rồi nó ngọt hay là chỗ sao ghê quá. Bệnh mà. Trời ơi cả nhà ơi. Cái cây này. Trời ơi mình nhìn thấy nó đẹp. Mình nói mà đến khi mình hửi ôi cái trái này trái nhầu nha. Trái nhầu. Mà nhìn nó đẹp ghê luôn. Mà hửi nó vô xỉu nha cả nhà. Trời ơi thôi đừng nên hửi. Cái trái dừa này anh Peter anh chuẩn bị chặt cho mình coi là nó lên cái cây rồi nha. Nó lên cái cây nó gọi là dừa mộng. Cái gì? Bẫy gà đó. Đây nè nha. Bẫy gà nè. Đó. Tối là gà nó vô là họ bẫy nha. Đó. Gà đây là gà rừng nha cả nhà. Hồi nãy mình rượt mà nó lanh ghê luôn á trời ơi. Nó chạy nhanh mà nó bay nữa. Đây là vườn thằng Long của nhà chị hàng xóm. Nhưng mà nó hết trái rồi. Mùa này là rồi mình đi quá mùa nha. Tháng 6, tháng 7. Tháng 7, tháng 8 là tháng mà thằng Long chín rộ nha. Bây giờ hết mùa. Chỉ còn mấy trái lai ra vậy thôi nha. Đó. Rồi. Anh Peter cho Long Râu hửi cái trái nhầu nè. Ở nhà coi nè. Chị Vân hửi đi, chị Vân hửi đi. Trời ơi. Sợ luôn nha cả nhà. Đúng là nhà vườn nha. Đây, đây là cuộc sống của người Việt Nam ở Mỹ, Hawaii, Mỹ nha. Chồng của chị đang bị bệnh cho nên một mình chị take care.
chị có mình chị lo lắng thôi. Đi đi dục. Bây giờ dọn dẹp. Mình ấy xong rồi mình dọn dẹp cho người ta luôn mọi người. Dọn dẹp đưa ra ngoài vườn đổ thôi chứ. Ở đây mà. Ồ, bên này cũng có một cái bồn nước. No, nước này để rửa gừng. Dạ. Yeah. Nó dùng nước mưa để rửa gừng. Đó. Ờ, nguyên một cái bồn nước to như vậy biết bao nhiêu là nước. Rồi, làm rau đang dọn dẹp luôn. Chút nữa mình về mình lóc. Bên kia để đóng chạy qua bên này. Trời tham lam ghê luôn. À đây đó. À trời bó tay luôn. Đâu rồi? Anh Peter chặt cái trái mọng gì vừa đâu. Bây giờ mình đi đổ rác nha. Đây là nhà của chị hàng xóm, cũng là người Việt Nam luôn nha. Đây là triệu phú không đó nha. Tiền không là tiền. Đây, giờ đổ làm phân. Đây là họ có làm rất là nhiều tiền nha cả nhà. À, nghề chính là trồng rừng. Mới 4 năm nữa hả? Qua đây rồi vô tới đây luôn hả? Anh nó muốn trẻ đâu. Việt Nam mới qua 4 năm. Đó vậy hả? Vô đây. Cho anh ở đây đứng cho anh. Là anh chứng tỏ Minh Khang. Cần Thơ không hả? Thành phố anh qua đây là anh là bên chị hay là năm? Bên chị hả? À. Ôi chết cho kê không khói kìa. Đó đó. Nãy coi rồi, nhưng mà của người ta. Không giống quà. Người ta đâu có nhà. Má. Má này liều người ta cũng có cái bồn rửa gừng. Túc là tưởng tên Vân. Thuộc lại là liều mạng rồi, đây liều mạng hơn. Gặp sứ phụ. Sao này dân Cali. Lì lắm. Ừ, dân Cali lì lắm. Bà làm mất mặt rồi đấy. Mất mặt lâu rồi. Mất mặt từ sáng rồi. Anh là từ Việt Nam mới qua là 4 năm. Rồi qua đây ở đây luôn hả? À, thì qua ở đây rồi mình ở trên kia. À, rồi đi làm sao? À, xã làm neo, mình làm lặt vặt này kia thôi. Làm chung với chị hả? Không làm farm nổi. Thường là qua đây làm farm luôn chứ. Rồi, hả? Anh thấy thích ở bên này không? Thường á. Không, nhưng mà so với Việt Nam với bên này thì qua bên này thấy thích hơn không? Lại con mình thì nó buồn hơn phải không? Không, nó học hành nó tốt hơn. Có điều kiện hơn. Đúng rồi. Nó có điều kiện hơn. Tốt hơn cho Việt Nam chứ. Nói chung cái cuộc sống nó có nhiều cơ hội hơn. Ừ. Nó có nhiều cơ hội để nó học vấn hơn, cái học vấn nó tốt hơn. Trời ơi, ở đây quá đẹp, quá tốt. Thật sự từ Việt Nam mà qua đây, anh mà qua mấy cái tiểu bang lạnh á, chết luôn như tụi em. Em không ở Cali. Em ở Washington. Lạc lắm bên có mấy bạn ở... bên đó bây giờ đóng đá bên rồi không? Đúng rồi. Trời ơi bên đó bây giờ hả mưa lạnh mưa với lạnh đóng đá rồi luôn. Vườn là su su dạ đóng đá 2 tuần trước là đóng đá rồi 32 độ rồi đóng đá 0 độ rồi dạ, bên em là giờ đóng đá rồi cho ở đây giờ... vui không buồn bên đường này thì buồn có gì mình lâu mình qua hay là mình đi chơi thôi cuối tuần thôi chứ còn ngày thường nó đi cày biển này kia à. Mình lâu thì mới họp nhau hơn này kia chứ à. Làm chi ha đi làm rồi ấy thôi dân trên kia cũng có một nhóm xong người bài bạc ăn nhậu cũng có tùy đúng rồi tùy theo giống như người làm cả vườn rồi cũng ấy rồi cũng hết vậy ha làm thì cũng như không ha anh thua mình làm và mình phải enjoy nha. Chứ đừng mà làm quá xong cũng làm dữ lắm mà cuối cùng vậy đó. Cũng dần à. Anh Peter chặt cái cây nè, cái cây hồi nãy mình nói với cả nhà đó là nó lên cây rồi nha. Mà bây giờ mình chặt mình ăn nha. Đó. Cây lên mọc làm ăn hả? Lụm người kia. Cho nên nó mới lồm ngon ở ngoài đó đó. Cho nên nó nói là cái gì vậy? Mọng. Dừa mọng, mọng dừa. À. Cho. Nhưng mà cái này là nó hết ấy rồi. Hết mọng không? Mỏng thì nó còn là nó coi như là nó coi như là ý như khô rồi. Giống như bông. Có thể giống như bông nó khô rồi. Hết chết rồi. Nhiều lúc nó không ăn còn. Ăn giòn giòn ngon. Nhưng mà khi mình lấy cái mỏng mình ăn cái gai dừa nó chết hả?
Dĩ nhiên rồi. Chặt chiều đó nó không chết là la. Cái dừa nó có chân có rễ bà chặt mình coi. Chỉ có già mà nó hơn nửa cùi dừa. À. Ừ. Nó còn có chất ha. Nó còn chất chứ còn nó đặc hết rồi nó là. Nó bở chứ ở bên này á dừa nó lên dạ mùi sốt á tùm lum hết nãy luôn. Ăn coi cho coi là trái ăn mà nó sốt sột và chẳng thấy mùi vị gì hết đó. Mình lấy trái dừa thôi còn cái cây nó vẫn còn sống mà đâu chứ chết chặt bây giờ nó chết cái cây đó hồi nãy là cổ hủ ăn đó con kia ông chọc rồi ăn đó ngon lắm béo béo ngon lắm dễ hả nó ngon cái mọng dừa nữa ồ cái cây á hả ồ ồ cái cây gọi là cái gì đó cổ hủ cổ hủ cổ hủ cổ hủ nè là cái ăn rau sáng nè cái đó là anh là cái đó nó ngon hơn là cái kia cái này nó ngọt hơn nó sực sực ngon hơn vậy hả không giống như anh nói là chặt cái trà già đó ăn cái lõi đó ngon lắm nó ngọt lắm giống cây trà là cũng vậy á cây già cụ hủ chưa bao giờ ăn ăn ngộ quá vậy ta ngon lắm nó béo nó thơm ngọt hơn nó ngon hơn nó giòn cái này chắc là nhà vườn người ta mới ăn cái này chút chút cái trà đó em cắn nè 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 ở này nè 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 ở đây bấm đi thử đi coi ở kia đó xốp xộp không anh này đó đây nè đó thử coi cái nào ngon ngon không đây là củ hủ nha củ hủ cái mầm của cái cây này dạ xốp xốp cho biết còn cái này để mình ăn thử coi lần đầu tiên ăn nhá giống chả là vậy ăn hồi xưa nó ăn giống cái cây vậy nó ngọt ngọt lợn lợn trồng lên nó lên phúc rồi mà nó bị con gì nó ăn trên đầu chết á nó chặt phía dưới đầu ngộ quá hả trời ơi bữa nay mình ăn tầm bậy luôn nha còn ăn này nè ăn nó giống bông á cho chẳng lẽ mình ăn hết cái vậy hả à không ấy ra bẹ ra đó ừ nó sốt sốt nó sốt giống như chà bông vậy á à. Nhưng mà nó coi nó có vị gì không ngọt rồi nó còn ngọt ngọt thơm không còn thơm không ngọt ngọt nguyên củ luôn cho cái đồ đó đồ dinh dưỡng mà khi mà khi mà nó rút hết cái rễ nó hút hết cái đó là từ từ là bắt đầu béo cái dừa nó vô đây nè ừ nó cả dinh dưỡng rút hết trong đây nè cái muỗng ăn ở trong á thì ấy ở ngoài á nó nghe mùi dừa ở ngoài nó còn cái dừa đó cái tôm dừa mai mốt nó rút hết cái này nè giống như nó rút hết cái này đi là rút hết cái này đi dinh dưỡng thành cái rễ nó bung bự rồi nó hút là cái dừa này nó từ từ ba banh luôn đây là mọng dừa ngọt quá ha lần đầu tiên mình ăn cái mọng dừa nha cả nhà còn lúc nó còn nhỏ cái mọng nó giòn hơn nên nhưng mà nó có chút xíu nó có chút xíu rồi nó ngọt hơn nó giòn trời ơi hôm nay mình ăn đồ ăn thử đồ ăn tùm lum rồi đi 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 khám phá coi như không biết chủ là ai hết đó vô xe hai cái rồi cái là thôi bye bye trời ơi ôi ôi ra nguyên củ luôn mọng rồi. Ồ nó có sớ sớ này, nó tia tia này giống như cái đây là cái dừa này mình không. Đây là không, không không. Dục đi, dục đi. Dục ở đâu? Dục ra đó. Ra ăn kia kìa. Ăn bậy coi như. Ăn tùm lum hết nha cả nhà. Ai kêu gì mình ăn đó mình không biết cái gì hết nha. Ủa, con kia có mèo hả? À, mèo 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 dễ thương chứ mèo mèo chạy tới mình kìa dạ mèo 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 coi hỏi nó ăn không đưa nó xuống cho nó ăn mèo thử bỏ cho nó miếng cho nó ăn không không ăn không ăn mèo mèo coi theo kìa cái bụng nè nó theo em kìa vuốt đầu nó mèo trời ơi nó chạy đu 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 nó đẻ ra kìa một cây mà nó đẻ ra quá trời luôn kìa mọi người nè đây nè chín nè chín trên cây nè trời ơi chín để thúi luôn nè chín thúi luôn chín thúi luôn theo luôn kìa chín chưa theo luôn trời ơi lời hài thiệt á mình không có ăn mọi người thấy chưa bên này chín nè trời ơi cái cóc kìa trời em ơi. Trời ơi đây cái vườn kia cái này trời ơi cái cóc kìa mọi người ơi đứng đây mà đứng dưới cái chùm này đứng dưới đây trời ơi đứng chui vô trong luôn chui vô trong đó quay mặt đây nè trời ơi mọi người
Trời ơi tôi. Trời ơi coi kìa, dễ ghét chưa. Rồi, 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 ngồi luôn. Trời ơi. Trời ơi, dễ ghét ông Sương không, không cho ăn mà Sương không à. Là con búp bê, trời coi kìa, rồi, bảnh hồng luôn rồi. Trời coi kìa. Trời coi kìa, mê chưa. Bỏ tay con mèo. Ghét chưa? Rồi này, ấy cái dính đi đây. Đó mèo là vậy đó. Yeah. Yeah. Trời ơi, đây đây mọi người. Coi cái cọc này. Ngon lắm. Ăn hết luôn vậy hả? Trời ơi, ăn hết không cho không chừa cho mình luôn. Bỏ thay luôn. Quay lại chơi mèo và qua giới hết luôn. Rồi mèo nó đi theo mình rồi, bây giờ nó chơi với mình rồi, nó vuốt kìa. Coi kìa, coi kìa. Nó theo mình luôn, nó vuốt kìa. À, trời. Trời ơi, vuốt kìa, dễ ghét chứ. Coi nè. Ghét kìa. Nó bu theo chân kìa, trời ơi, nó quấn tròn chân mình luôn. Quấn tròn luôn kìa, trời mê chưa. Trời ơi, dễ thương chưa. Là đó nha, lần đầu tiên gặp mình mà vậy đó. Nhưng mà theo Lâm Văn liền, Lâm Râu liền, Lâm Râu nhìn vậy chứ mà. Chó mèo rồi thích rồi. Nào mà hiền, tốt bụng. Đấy không, chó nó cũng thích, người cũng thích, mèo cũng thích, mà mấy baby cũng thích mình lắm nha. Không nói sự thật là vậy đó, mình to con tốt tướng chứ mà baby thích lắm, mèo cũng thích lắm, chó cũng thích lắm đó nè. Thấy không, đi theo theo. Nhưng mà người lớn thì không thích. Đó, mình nuôi chim vậy, chim nó theo mình dữ lắm. Rồi đi, giờ bây giờ tiếp tục đó, giờ bu luôn kìa, coi kìa. mèo đi theo luôn rồi, nó bu theo luôn. Coi kìa, coi cây cốc nè. Trời ơi. Đã định đi qua. Nè. Wow. Ủa vậy hả? Bây giờ qua đó này. Hả? Mọi người. Trời ơi, đã. Trời ơi, cóc nè mọi người. Ôi, quay quay này. Mami, trời ơi, đứng nè. Ôi, ôi, là cóc trời ơi. Trời ơi, đấy, em đứng vô cái luộc đó, đứng nó đó, cái lỗ đó, đó, đó. Trời ơi, cóc ơi, là cóc. Trời ơi, mọi người ơi. Trời ơi, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, trời ơi. Quá trời luôn. Ôi, ôi, nó lên kìa. Trái gì mà lạ, đừng có trùng ngứa, cây này ngứa đấy. Người như Việt Nam nó ngứa đấy, cây gừng á. Cái bông gừng, bông riềng. À, cái này bông riềng chứ không hả? Xạ nè. Trời ơi, còn cái chanh cái gì nè, em. Trời ơi. Cái này là trước sân vườn thôi. Trước sân vườn á. Còn cái băng cục nè. Trời ơi, coi nè. Quá trời luôn. Ôi, không ăn để rớt là uổng dễ sợ. Mà mình nhìn thấy mà mình không muốn hái. Đi qua xin thiệt men. Ôi, xin thiệt. Trời ơi, cái mía vàng nè. Trời ơi, mía vàng nè. Trời ơi. Bẻ được không? Nè, cái mía này. Trời ơi. Trời ơi, cái mía này. Xin luôn không? Cái mía này của nhà bên không biết nữa. Anh chị bên này hả? Sao kê hả? Trời ơi, liều dễ sợ luôn. Ok. One week. We stay here 1 week. And Washington State. Washington, Seattle. Seattle, yeah. Yeah. Trời ơi, nó đi theo anh luôn nè. Con mèo đi theo mình luôn mọi người ơi. Đi xin thiệt luôn hả? Đi ra hái. Hỏi còn cái vườn mía này của ai? Mía. Ông muốn ăn cái gì cứ hái. Ôi vậy hả? Ừ. Wow. Đây hình như không phải của ảnh, của gì bên này. Để hỏi chỉ coi cái mía này. Chặt cái này khác. Cái mía mía voi này. Nhưng mà ăn được. Không ăn được. Được. Đi cho bẻ đi. Hình như của chị á, hái của chị phải không? Dạ. Ông nói mình muốn ăn gì cứ hái. Ăn gì cứ việc hái. Hái đi. Chị Vân. Bè. Luôn, hả? Rồi được rồi. Kéo vô thôi. Kéo vô. Đó, đó. Vặn. Rồi. Đó, bằng chứng. Dựng lên. Bỏ tay luôn mọi người. Bỏ tay luôn. Ăn chóc nguyên kìa. Thử, mình thử giờ mình cái gì mình thử hết á. Ừ, mình cứ thử. Ừ. Không, cái dao này, lấy dao kìa. Thôi, đem về nhà mình lấy. Để đây đi. Đó, để đây đi. Đó, cái đó được rồi. Rồi, đi qua xin luôn con dê.
không, cái hải sa kê là cái cây này hải nhãn á, anh Khôi, cái cây hải nhãn đó nè, em chơi đó, đó dựng ngay bên phía bên kia kìa, không cây này nè, rồi chảy đỏ mới ngon á, dài quá, không cái này dài quá nó vướng, không cái kia nó cầm giật cái, trời ơi, đi lấy cho nè. Mình đi qua người hàng xóm nha, họ hình như là người này là người Ấn Độ nha cả nhà. Hình người này người, đúng rồi, hai người này mặt dài quá luôn, đúng là dân Cali nha. Trời ơi, đi qua gõ cửa nhà người ta đi xin trái. Su su hả? Ôi trời. Trời ơi, chết trời ơi, coi cái su su. Rồi rồi tiêu cái luôn. Không phải mình nha, tự động nó rụng. Giống nó mọc cây rồi. Nó mọc cây rồi. Nó mọc cây rồi. Ô đại ô. Ra. Hai sa kê nha cả nhà. Dư hư không? Cái đó già rồi. Thôi đừng hái cái đó mình. Rồi. Wow. Đây đây cả nhà. Ủa, có chân trúng đâu, đó, rớt xuống. Mụ quá. Đủ rồi. Đã lỡ sinh rồi. Từng lấy luôn, còn đâu còn thế nào nữa đâu. Đây đây đây. Hết rồi. Sao cái trái đó màu đen không biết ăn được không? Đó, trái đó. Được chứ ngon, cái đen gì? Đó, mấy trái này màu đen không biết ăn được. Trời, trái đó chắc già, nó khô rồi. Đen chừa chủ đi, nó ngon hơn. Wow, cái trái nó rớt xuống luôn kìa. Đây. Giờ vô cái nhựa nó rớt vô đầu á. Ờ nhựa đó. Thôi được rồi. Trời ơi la quá luôn. Đập chúng đi. Trời ơi nó nát nè. Đừng đập chúng đó chúng ta ấy chứ. Trời ơi y như trái mít vậy nha cả nhà. Đó. Trái sa kê. Trái gì nữa không? Mình xin trái này. Trời đi vòng vòng qua kia còn trái gì không? Đi 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 vào đi 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 lỡ xin ổng nói là có cái gì bẻ hết mà. Ông dây bên kia. Bây giờ vô vườn của người khác nha cả nhà. Hàng gì nó im ru luôn. Trời ơi nó thấy sư phụ nó im ru luôn. Cái cây chôm chôm này sư có kỳ không? Màu xanh, màu đỏ, màu đen. Ồ trái đó. Đây, đây nè, muốn, họ nuôi muốn nó nè. Đó, phải cho nó nè. Trời ơi, nó tới liền ha. Tôi thấy cỏ cái là nó tới liền. Con này con bán bầu rồi, con này bán. Đó, thấy chưa? Đó, con được tới đó. Đó. Bó tay luôn. Nó chê con đực này luôn. Bè. Nó kêu mày dê tao. Mày dê tao hả? Con à. Trời ơi mèo đi theo mình kìa. Ôi trời ơi tội chứ kìa. Trời ơi coi cam quýt nhà người ta chín kìa cả nhà. Wow. À, nó sợ ông Lâm mà. Anh Peter thì ok. Trời ơi. Đây là chôm chôm nha. À, chôm chôm thì đang có đầu chín thôi cho nên chưa có ăn được, có trái thì chín rồi, có trái thì đang bắt đầu chín chưa có ăn đó. Trời ơi cái cây sa kê nó to nhiều trái quá trời. Vậy là rào đi ra đi vô được hết hả? Đang xanh quá. Đây, đông được rồi, xanh ăn ngon lắm. Vậy hả? Ờ, ồ, cái này, ồ, nó kiểu này nó không có nhân rồi anh ơi. Cái loại này là không có nhân rồi. Đây, biết rồi, anh kéo này xuống là. Trời, xuống bây giờ đang đi ăn cắp chôm chôm nữa kìa cả nhà. Đó. Trời ơi. Thử đi, nó không có ruột đâu. Thử cái trái bự, nó không có ruột, nhìn là biết rồi, không có ruột. Lép. Ruột. Xưa nhà em trồng chôm chôm nó ruột rồi lép. Ngọt hả? Nó ngọt mà nó sực sực. Sực sực ngon ngọt, hơn phải không? Nó ngọt sực sực nó ngon hơn. Nó non ngon hơn là nó không. Già. Nó ương người ăn vẫn được rồi.
bè bè nó kéo thêm nữa giờ bè. Thôi đi. Giờ em đi vô đây. Thôi chua chua nha cả nhà. Chua chua mà nó rất kìa. Cái cây này nè, cái cây nào. Cây này rớt xuống. Cái gì? Cái xu. Bên này nó xuống bỏ lên. Trời ơi, cái này nó giống như nó không có ẩm á. Mèo mèo mèo. Con mèo nó thấy vui quá, nó đi theo mình luôn nha cả nhà. Ô rồi lấy cái cây trồng xuống không? Hả? Ở đây nó nhiều quá. Nhiều quá rồi ai trồng. Uổng ha. Cái này mà đem về Cali được hay là bên em được thì nói gì. Đúng hả? Chứ mà dao nó cùn. Không, em thấy nó mềm hơn. Nó rất là đơn chặt rửa đã. Không, mình chờ rửa xong chặt. Dạ, yeah, nó đang dơ quá, mình chặt nó dính. Có cây dưới rồi, nó dưới rồi. Để ấy vậy mình cầm về. Mình nói cái dao kia nó ấy hơn. Cái mía này nó ngộ lắm nha. Nó mềm ơi. Mía voi đó, Việt Nam gọi mía voi á. Mía voi bên Việt Nam nó màu đen. Màu nâu, màu vàng. Màu vàng, vàng. Yeah, mía lửa đó. Mía thanh giống. Dạ, à, mía lửa đó. Đó. Rồi mình đem về đó. Mình rửa xong bắt đầu mình gọt. Đúng rồi, mía cây tre vậy đó. Bỏ này. Bỏ dục lại bên trong nha. Thanh giống, thanh giống. Thanh giống nè mọi người. Cây roi của thanh giống nè. Wow. Rồi đi. Toàn rớt cái đầu cốt. Toàn là dân đi ăn cắp không à. Cây lá dứa này. Bên mình trồng không được nha. Bên này xa xum xuê. Nó không cho đâu. Lá được. Lá được. Lá được. Mà lá để làm gì? Ôi trời. Nấu qua chè. Ồ, chứ đâu có trồng được đâu phải không? Trồng là phải lấy cây, nhưng mà nó đi đâu mang về đâu. Đâu cho. Cái lá đó mình vô cái bịch. Thì đâu, cá này ăn cá sống rồi nè, cá nhảy nè, nó gọi cá nhảy nha. Cái gì ở đâu? Bông sứ đẹp quá hả? Một sứ màu tím tím. Bông này bông sứ hả? Cá đâu? Bông súng. À, bông súng. Bông súng. Ồ. Súng, súng. Đâu cá đâu? Đó chạy trời dữ. Trời ơi. Có đâu? Rồi cá đó mới là cá nhảy. Trời ơi. Cái lồng tông ông thắt xuống lồng tông á chứ nhảy gì ông nhảy á. Cái ly này không? Hồi sáng này hồi sáng này cũng thích chị nói là đừng mua sạc kia, chị xin cho không chịu không nghe lời chị. Kêu là đã. Ủa được rồi. Không được rồi, không còn. Nó nhiều dữ lắm. Nó ngổ vậy. Nó sao vườn hả? Chị ngon thì chị qua nhà kế bên xin nữa đi. Sạc kia vậy. Khôi khôi. Em nghe nói là anh làm nghề ống chích mà sao vô anh em nói anh nói chuyện trên trời không vậy? Hả? Ông chích mà chích hướng nào chứ? Làm nghề ông chích mà sao lại thấy chích lên trên trời không? Thôi, thôi má ơi. Thôi. Nhiều rồi. Cái này cây này bò bên kia ngọn cây nữa. Trời ơi, thả nói là nói là lát qua phải phải ăn chiên. Hả bây giờ đã có người offer rồi, có người offer nấu rồi. Tí chị qua ăn với là đó, có nói offer rồi. Ấy đâu hả sao? Ông mới nói là tí nó ăn bây giờ ông nói. Rồi. Không, nó rất là dẻo, ngon, khoai là hơn khoai tây. À chị ăn cái này xong qua tây á, chị không muốn ăn nữa đâu. Chắc là qua đây nhỏ xíu rồi gì. Không, lớn lớn. Đây cái gì? Việt Nam không có trái này. Dành ra Ba Mươi Thuật mà thành phố chị. Ở Việt Nam có cái này, cái chiên ăn bột có thế. Nhưng mà có chiên tùy tùy chỗ à. Mới biết 2 tháng trước. À, ở Việt Nam thật sự em cũng chưa biết luôn. Qua đây thì em mới biết. Từ nhỏ. Không, ba ở Lâm Đồng không có cây này. Họ nhúng bột cái họ chiên cái chiên xong cái họ rắc đường lên á, trời ơi ăn nó ngon vô cùng luôn. Trời ơi nói tự nhiên làm thèm luôn á. Họ lần trước đi chơi. Đây nè, đây mấy người này. Đó chặt. Đi làm nó mà nãy giờ bên này hỏi mà đó. Làm rồi, tại vì tụi này có làm rồi. Ngon lắm. Ăn cũng ngon nữa, cái nó bùi bùi được. Đúng rồi, nó bùi ngon. Nó bùi bùi ngon hơn là french fry. French fry không nghe lấy gì hết. Em có biết cây này cây sake. Chị ăn cái này xong french fry chị muốn ăn. Còn hai nữa thằng em của Lâm nó nói á. Nó cái trái nó dài như vậy xong rồi nó lột, nó nói ăn giống như mận cầu na là cây gì vậy? Cái trái nào dài mà lột ta? Chị chuối. Ở ngoài đường cũng có nữa mà cái gì ta?
đi về mà cuối cùng mất luôn cả chai, mất luôn cả tiền shipping 100 mấy luôn. Là thách thách cho nó, em thách cho nó mai để cái gì coi nó lấy coi nha. Nó nói là cái mấy cái hộp kem thì đó, trái dài dài lột 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 xem ngon lắm thì trái chuối. Cái địa chỉ nhà này mình gửi cho người bên Cali á, người ta sợt lên không có. Có chứ. Có sao không? Có gì? Từ sau hôm nay 17 300 nè. Tìm không ra địa chỉ này trên Google Maps. Có. Có, ở Việt Nam mấy đứa em đây. Nó còn tìm được. Không có sao em chạy tới xe tới đây được. Coi lại cái địa chỉ, coi lại cái địa chỉ ấy. 17 gạch ngang chứ không phải là gạch ngang cái hả? 310. Rồi ảnh về kìa, ảnh về kìa phải không? Ảnh về phải không? Đó, đại ca về. Về đó. À, đại ca về đó. Rồi. Vậy đó hả? Vui vậy. Nổ lắm. Trời ơi. Chưa gì đó giới thiệu rồi. À, vui quá mọi người ơi, đi đây gặp người Việt Nam, thật sự là gặp người đồng hương vui quá. Gặp người đồng hương mà gặp anh chị này quá là vui, quá tuyệt vời luôn. Rất là dễ thương nha mọi người. Dạ. Yeah. Mang về nào. Mỗi người tay mang về, bỏ cái thùng á. Chim ăn nãy nó ngổ vô rồi. Không. Kể cho chim ăn đi. Ăn đi, và bữa sáng mập rồi bắt nó là nước xui. Nó mới nhờ mổ một hai cái gì đó. Nó mổ cái miệng. Vậy đó sẵn tay về chứ. Đây sao? Chị. Mấy đứa em có bên Việt Nam nó còn tìm được mà. Rồi ơi, ông chủ về đây kìa. Chào anh. Dạ dạ dạ. Hello anh hả? Dạ. Ở kiểu giờ rồi ở đi chơi, ở bên nhà anh Trung á. Ôi trời ơi, đúng là con ông chủ khác. Trời ơi, đi mới đi làm về kìa, trời ơi tội nghiệp chứ. Dạ đúng rồi, không bên này ai cũng tuổi anh Châu anh ơi. Em cũng tuổi anh Châu à. Hôm nay là em là tuổi anh bò. Bò qua tới đây. Có người tuổi con Châu, có người thì làm nghề đô vật. Ờ dạ, vật lột lột, vật tới vật lui hả? Vậy là anh 2 tuổi luôn. Phải không? Tôi làm đồ vật. À, đồ vật ha. Coi như tuổi anh Châu mà tuổi đồ vật nữa hả? Coi như là 2 tuổi. Gà rừng. Tôi nói là nhà ông Hiệp á, một cái ổ gà. Sáng nay có ra ảnh rồi, ra ảnh ăn phở đó, ra tìm ảnh ăn phở. Bây giờ muốn ăn không? Tôi có con gà sẵn kìa. Gà chút xíu rồi người ta muốn. Đâu, tụi em muốn bắt gà. Quay YouTube bắt gà. Anh nói là anh là tuổi đô vật. Sao thấy tôi dữ gái cho anh cười. Đô vật, đây là người thật, việc thật. Và chính thật. Và chân thật. Anh thấy mấy thằng đó sạch sẽ gì đó. Dạ không, 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 không. Không có tiền. Đó. Đó. Thì này nãy anh mới nói là anh là tuổi đô vật, hỏi sao đô nó giật. Đó đó, chào rồi nhá. Không đâu. Cái gì cái này là không, không, em không thích, không thích. Không. Lầm to, lầm to, lầm to. Đó, to lầm, to lầm, to lầm. Là lầm to. Dạ giống em nè, nhìn vậy mà đâu có tiền có mẹ đâu. Em chỉ có tiếng thôi. Dạ, chồng chồng. Dạ. Có rồi. Trời ơi. Trời. À cái gì vậy? Chủ vấn nhà gặp một đuôi tôm. Dạ cái nhà để về luôn. Qua mấy trái sa kê. Tôi không dám vào, mấy người này qua. À? Bắt vô đàng hoàng. Ồ, bỏ vô hết trơn. Không. Thằng đó nó cứ kêu tự nhiên đi. Tự nhiên như vậy. Không có dám đi. Cứ vậy thôi. Nó muốn hả? Nó muốn làm chi?
Thì sao tháng đâu biết, tháng đâu biết. Mua rồi. Nhưng mà đây qua nhìn nhìn đúng quá, hai bà nhà tụi nó chạy về. Nó ngủ đó. Qua vô đại là thấy là gọi gọi. Ôi trời, cũng là mấy 6 giờ rồi đó. Làm gì vậy? Làm gì, làm gì? Ông kiếm súng. À, rồi. Để làm gì? Ông bắn gà luôn á. Ồ. Quan sát con kêu nô thì sẽ à, đây là điệp viên, điệp viên không không thấy. Không á, thật ra bây giờ đó. Đi rồi, đi hết rồi. Cái mấy con gà rừng đấy nó cũng khôn lắm. Mình cũng bắt nó khó lắm. Hôm nay tôi bảy rồi được hết trơn rồi, tôi vô chuồng với cái bảy hết trơn. Tôi để cho nó nhịn đói 2 ngày không có cho nó ăn ha. Ngày thứ 3 luôn 7 rồi để đồ ăn vào đó vô lên. Bữa nay bỏ bọt đã bảy ra. Xuống hơi, xuống hơi. Hơi. Xuống hơi. Này súng hơi. Súng hơi này là chứ, nhưng mà cái này á hơi. Tiếng Mỹ nó có hai cái tên của nó, ok. Bây giờ nói ra cho nó đúng luôn. Nó kêu là cái là pellet gun. Pellet gun. Còn BB gun, gun. Là nó yếu hơn. Yếu BB hơn, gun yeah. Là con nít nó chơi. Yeah. Còn cái pellet gun này nó đi là nó kêu là 22 miles per second. Yeah. Nó bắn nó đi cái sức cũng khá ghê lắm. Cái đầu là đầu nhọn chứ không phải là BB nữa. Đầu nhọn nữa chứ không phải BB. Lùng lùng luôn á. Thôi em không thử đâu, không cần thử đâu. Em biết rồi, em tin mà. Anh nói là em tin rồi. Rồi cho coi luôn nha. Bây giờ ra ăn gà. Có hai con tội nghiệp đó. Đâu hai gà trống. Hai gà trống, một con giết một con nữa. Đầu nó bay đi mất rồi. Nó về rồi, các bạn về. Không có nó có gà mái, ba gà con với hai gà trống. Thôi cho nó ra đây, có mấy con anh ơi. Nó có con gà nó đang đẻ con, nó không bắn ăn được đâu. Không, bắn gà trống thôi. Gà nó dẫn gà con, còn cái con gà nào mà tối hôm qua nó gáy á. Chà thù đi. Hai con. Ừ, hai con. Ồ, nó gáy liên tục luôn. Mà nó gáy hướng nào? Mèo trời ơi, nãy nó giờ nó theo em anh. Bạn nói mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì nó sang. À. Tại vì con nhà mèo này nó tới nhà nó nói giận nghèo. Nghèo. Còn chó nó giàu giàu. Nó gâu gâu á, nó giàu giàu. Dễ thương dễ sợ luôn. Rồi coi bây giờ thử nè. À, bắn cái gì, bắn cái gì? Cái lon đó kìa. Cái lon trắng không? Từ lỗ chuyên môn định cho rồi nè. Rồi, thử đi. Chật. Rồi, trúng rồi, trúng rồi, rớt rồi. Rồi, gài cho em bắn thử cái coi. Đúng không? Gài cho em bắn thử cái coi. Cái lon nào? Nè nè, em. Bây giờ bắn cái... Bây giờ bắn cái lon là giờ rồi, bây giờ anh bắn cái cọc trong... Anh chủ vui tính lắm nha cả nhà, anh mới đi làm về bây giờ. Anh chơi con tay nè, tôi... Người ở Hawaii nha, người Việt Nam ở Hawaii nha, giàu lắm đó nha cả nhà. Gặp chúng thầy nha, như là mình tưởng là mình gái bây giờ gặp cái gì chín. Sư phụ quá, sư phụ quá. Tôi có cái vàng này đó nè. Trời ơi. Đâu bây giờ có là bây giờ mình cầm không đi, cầm không không. Bắn trái đu đủ đi, bắn trái đu đủ đi. Bắn đu đủ đi, bắn đu đủ đi. Đâu biết cái nào? Cái chín á. Chín nè. Cái giỏ chính giữa trên. Ủa vậy? Kè nó. Không. Ồ, bên đó có người, bên đó có người. Anh đi. Thôi, bên đó có người, đừng. Ờ, bên kia người nha. Không ai đâu. Thôi đừng. Bên đó có người, thôi đừng, đang bắn qua bên kia. Rung vậy sao bắn cả? Trời ơi, đừng có lo. Tay mà rung như anh gào gà quá nó rung. Anh có một chân, phải bằng hai chân nó đều rồi. À, bấm cái nào, bấm cái nào. Có cái safety á. Ờ, cái này trước hả? Có safety, đẩy cái safety lên. Đó, hèn chứ bà. Thôi đừng có bắn cái đó nữa, trúng người á. Anh tôi có thiệt mà không mời tôi ha. Trời, qua mời anh chịu, chờ anh nữa. À, sáng giờ mời anh á, không thấy á. Chờ anh luôn á. Ai? Tụi anh cho ai? Giật lên ở ảnh á. Ồ, trời ơi, bắn bên kia cho nội. Đúng không, đúng không, đúng không. Nào, lụng mà, khoan, lụng. Không có chúng. Thôi nói ra bắn nguy hiểm lắm, đừng. Ờ, thôi đừng bắn vô trong đó, người không à. Bắn thẳng ra kia đi. Không có chúng. Ờ, đúng rồi,
Em mướn từ lễ đó. Em mướn từ lễ đó. Để em ở đơn từ. Ông mướn rồi em nghe giá. Hồi nãy mà cái chúng cầm kê là không đúng nè, cái chỗ mình là kê vô đây nè. Cái gì lấy gọi nhà Hiệp hả? Nó ăn găng tiệm anh Hiệp. Trời ơi, Lâm Đâu làm gì rớt cái hũ rồi. Đưa bánh xích qua đây đi anh ơi, nói chứ có mưa nó nhiều khi là nguy hiểm lắm. Cái đặng chơi mà nó vô đầu chơi. Ồ mà trúng vừa là chết luôn á. Vô mắt cũng mệt. Nè, đấy mặt này không đúng nè. Tôi thử mấy cái container ngoài đó đó, nó dày cao su vậy nè, hút qua trổ ngay hai cái luôn đó. Đó cái đó được, cái đó được. Có đợi không chưa? Đây tôi làm cho. Hết rồi. Còn mới làm gì đâu mà. Trời ơi, ai cũng đòi thử súng của anh cho anh chủ nè. Súng kia là thử được, súng này thử được. Rồi. Thử súng của anh chủ nha cả nhà. Súng kia bây giờ tia để làm con vòi voi, em có mang vòi voi ăn cái đó mới thử được. Nghe có cái ông già kia ông kể chuyện mà ông đi mua Viagra không? Có Viagra rồi sao? Ông 70 tuổi rồi. Dạ. Ông đi mua Viagra. Nè. Cái này kêu mua Viagra đi. Mà có đây cái chị ông uống sao không nói. Đẩy cái cò có bận trước ha. Đây. Đẩy rồi đây rồi. Đẩy rồi thì thôi. Đây. Anh Khôi bắn súng, coi súng của anh có work không nè. Bắn chơi đu đủ nha cả nhà. Simon nó định rồi đó. Thằng này đâu bắn súng nhá. Đừng. Bắn mà mấy ngày đó. Cứng cờ lát, cứng cờ lát. Tự đây đi mấy ông ơi, mấy ông tài khôn quá. Tôi bắn mà nó sờ trống quá, nó bò nó chạy hết. Ủa sao nó không vô? Sao nó không vô? Trời, kêu kìa vô. Cái gì? Sợ hai viên không? Thôi Lâm Rau, bắn rồi, đưa dân Khôi bắn đi. Rồi. Đi sang chiều này biết cái nào có. Đây. Mẹ nó bắn cái gì đó, đây không được chạm qua đây. Ủa sao nó la, nó không quất. Thôi tụi không phá, ông nó phá. Đúng rồi, mà sao nó không quất. Hả? Hôm nay nó bị chưa xuống hết. Đó, nãy rồi kéo chưa xuống hết. Rồi, không được. Bỏ ra chưa? Rồi. Chưa phâm hết. Ông chưa phâm hết. Em nói em mặn lắm nè. Trời ơi. Cái ông kia ông nói ông cô y tá, cô xin lỗi chê tên gì? Không trúng. Vâng. Vâng, cô y tá. Không nữa hả? Bác về bác uống một viên. Thì nó mới hiệu lực cái tội bác. Đó, nó kêu cặt mới được. Không. Tôi uống anh nữa, 1/4 thôi. Nó sao bác? Không được, bác 70 rồi, mà 1/4 không có quốc đâu. Ông nói không, tôi chỉ cần cho cái kia nó đái trung. Đi hướng nào vậy? Đó trời. Chừng đó thôi. Là đủ rồi. Được trung cái ngón giò thôi, chứ tôi không cần cái kia nữa. Giờ già rồi. Anh kể chuyện vui nữa nha cả nhà. Bây giờ ông cầm á, tôi bắn bảo đảm là rớt liền á. Hồi sao chưa bắn ông rớt vậy? Tè vô quần nhau. Hồi sao rớt hai hòn kia. Trời ơi, thôi được rồi. Thử nãy giờ bắn súng là vui rồi. Khoe, trúng quá. Lại nha. Đời mấy gà lại ta bắn gà luôn. Không có trúng. Đi bắn nó đủ. Cái này nãy giờ sai. Lại bây giờ nó có cái mức nãy giờ không có thấy đường. Nãy giờ không có thấy đường nha. Bây giờ không có nhìn mắt kiến nữa thì mới thấy nè. Mắt kiến nó tối quá. Đây. Đây nha nhà mày, thử nha. Rồi. Trời không? Cái dưới thằng ơi. Khổ quá, thôi được rồi. Thôi, vô nói chuyện với anh chủ đi rồi á. Cho nãy giờ mời người ta tới rồi bỏ đồ ngoài kia là cuối cùng không ai ra về hết trơn. Đi 8-0 à. Bỏ tay luôn. À, anh chủ ơi. Ồ vậy hả? Qua chơi, trời ơi, ảnh vui tính quá nè, anh chị qua chơi, anh luôn. Qua chơi. Không có được ăn uống cả. Không, anh bò voi đâu mà. Nãy giờ chỉ giới thiệu nhưng mà không tin. À, bây giờ về mới thấy. Không thấy mà tin, em thấy em mới tin. Đào chứ. Tô ma mà. Đây.
cho anh nghe nha. Anh này vui tính lắm nha cả nhà. Chắc vợ đi. Tên Vân. Trùng tên nè. Rồi Vân luôn. Chắc Vân kia kìa, Vân kia kìa. Qua đây hành hương. Cái tự nhiên nó mới xù quá vợ ông chết. Cái bên Do Thái nó thôi bây giờ ông để chôn táng bà xã ở đây đi thì nó rẻ tiền. Ông nói không, giá nào cũng phải đưa về Mỹ. Để chôn là bên Mỹ. Tại vì nghe bên đây đó, chết bà này sống lại. Nghe ông khoái. Phải đem về Mỹ thôi. Nhất định là bởi vì về Mỹ nó mổ ruột mổ hết là không được. Bỏ tay luôn. Thôi đi về làm bữa đất. Nói cảm ơn. Em về làm đồ ăn xong qua chơi với em. Không có nên dùng vest nữa. Trời ạ. Nhớ nha. Có cho ca thoải mái luôn. Bóng đá là tu ca người ta vỗ tay. Tu ca người ta không vỗ tay. Cha cha hai. Nhưng mà quý vị cái làm vỗ tay của quý vị đó là một cái con dao chém mà tôi. Con dao nhát chém hồ hồ giống như là Phạm Duy nói. Phạm Duy. Hồ là không có mà. Đó. Không có cho nên những cái chát chém đó mới là độc. Chém độc không? Độc lắm đâu. Vỗ tay chém thẳng đúng không? Tay á. Thì tôi thích nhưng mà người khác ghét đó. Đời làm sao có không thể nào thấy. Đúng rồi. Mọi người hết là đời. Rồi lát tao hát cho bạn đây. Mỗi đời rồi. Anh Việt Nam ở Hawaii rất là vui tính. Rồi về bên Mỹ để chôn được. Cảm ơn anh. Ok, có gì chút nữa gặp ha. Ở đây có biết cái vụ đó không? Ở Hawaii nếu mà em mang về đây. Đây anh Peter đang làm mía này. Cứng quá. Cứng ha, loại này cứng quá ha. Loại này chắc cứng. Cứng, nhai cứng. Loại cứng. Nên phải chẻ làm tư luôn á. Mía kia mía có chẻ làm đôi à. Nên chẻ làm tư luôn. Nhìn giống mà không phải. Nhìn giống không phải. Cứng. Cứng không có ngọt bằng. Cũng ngọt nhưng mà không bằng. Tại rống cái này nè. Rồi nha cả nhà. Hồi nãy giờ Lâm Vân đưa cả nhà đi hái dừa, chặt dừa uống rồi đi qua xin trái sake rồi ăn cắp mía. Nói chung là giới thiệu vườn thân long của người Việt ở Mỹ, ở tiểu bang Hawaii nha. Đó, người Việt Nam rất là nhiều tiền, làm rất là nhiều tiền về cái này. Nó hơi nói chung là cái cuộc sống người thực Việt thực tại Mỹ rất là nói chung là làm giàu đó. Đúng rồi, nói thiệt luôn á, cái đó là mình làm giàu đó. Nhưng mà thật sự cái này là phải mình người còn phải có kiên nhẫn nha. Làm cũng hơi cực. Cực đó. Đó. Thì một chút chia sẻ cùng với cả nhà. Đi khám phá Hawaii, người Việt Nam sống trên đảo Hawaii và những cái cuộc sống hàng ngày của họ. Thì hồi nãy giờ họ cũng có chia sẻ gia đình, chồng, con rồi mọi thứ. Thì Lâm Vân muốn đưa cả nhà đi coi người thật Việt thật ở Hawaii, người Việt Nam. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Đây cây mía này hồi nãy. Mía voi nha, cây mía thánh giống đó mọi người. Đó, nó lại quay góp đồ cái cốt cái nhà. Rồi, bye bye. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi nha. Thôi, bye bye. Và cũng mong mọi người cho một, nếu có được hay cho một like và đăng ký nha. Bye bye. Rồi, bye. Thử nha. Trời ơi, cái này mà má của thánh giống chứ. Ngọt lắm.